Cao Bằng non nước hữu tình. Cao Bằng là tỉnh địa đầu Tổ quốc, thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, phía Tây giáp Tuyên Quang và Hà Giang, phía Nam giáp Bắc Cạn và Lạng Sơn, phía Bắc và phía Đông giáp tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cao Bằng có núi, rừng, sông, suối, trải dài hùng vĩ, bao la, thiên nhiên còn nhiều nét hoang sơ, nguyên sinh. Ở Cao Bằng, mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng. Nếu chưa từng đến đây, thì dù bạn đi du lịch mùa nào, Cao Bằng cũng mang đến cho bạn những cảm nhận mới mẻ và vô cùng đặc biệt. Với những người muốn ngắm thác bản dốc đổ dài con nước và trong xanh tuyệt đẹp, thì sẽ chọn thời điểm là tháng 8, tháng 9 hàng năm. Tháng 11, tháng 12 là khi Cao Bằng cũng ngập trời hoa tam giác mạch và giáo quỳ vàng rực các cung đường. Mùa hè nắng nóng có thể làm cho bạn có phần hơi mệt mỏi. Vậy nhưng, ở Cao Bằng mùa hè không phải không có thú vị riêng của nó. Bạn có thể trốn nắng ở những núi rừng bạt ngàn, ngồi hóng gió, ngắm suối reo cá nhảy. Đặc biệt hơn, mùa hè cũng là mùa mận chín thơm khắp cả vùng núi Cao Bằng. Bạn sẽ tha hồ thưởng thức mận rừng và các loại quả mùa hè trên miền biên ải này. Cao Bằng là vùng đất của nhiều dân tộc, nhưng chiếm đa số là người Tày, người Nùng, còn lại là người Dao, người Hơ Mông, người Kinh. Vậy nên, khi đi đến Cao Bằng, bạn còn có dịp làm quen và tìm hiểu thêm về di sản văn hóa truyền thống độc đáo của người Tày, người Nùng ở đây. Người Tày có nét văn hóa rất đặc sắc, thể hiện trong những làn điệu lượn, hát then. Còn dân tộc Nùng sống đan chen cùng với người Tày cũng có những điểm riêng về văn hóa. Người Nùng thường múa quạt, múa khăn, cây nhị và bộ sóc đồng lục lạc. Thác Bản Dốc. Bản Dốc là một trong những thác nước hùng vĩ và tuyệt đẹp ở Việt Nam. Thác nằm trên sông Quây Sơn, tại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vào những ngày nắng đẹp, dưới ánh sáng mặt trời, những dải lụa trắng càng trở nên lung linh và huyền ảo hơn. Dưới chân thác là mặt sông phẳng lặng, trải rộng như gương, in bóng thác nước hùng vĩ và những thảm cỏ và rừng xanh ngắt. Tất cả hòa quyện thành một thể như đang ở chốn tiên cảnh. Động Ngườm Ngao. Động Ngườm Ngao nằm ở bản Gun, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, chỉ cách thác Bản Dốc khoảng 3 km. Tên của động được đặt theo tiếng dân tộc Tày. Ngườm là hang động, ngao là hổ. Ngườm ngao có nghĩa là hang hổ. Đi sâu vào trong, các bạn sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ huyền ảo và ấn tượng của nó. Các lớp thạch nhũ với nhiều hình thù lóng lánh vàng rực. Những dải nhũ đá mọc từ dưới lên hay từ trên cao rủ xuống, tạo nên cảnh quan vô cùng sinh động và kỳ thú. Hồ Than Hen. Hồ Than Hen nằm ở trên núi với độ cao hàng nghìn mét so với mặt biển, thuộc địa phận của xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Nằm gọn trong lòng núi, bao quanh hồ là những bóng cây rừng xanh mướt. Những cành cây vươn mình treo leo trên vách đá, in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng, đẹp tựa như tranh phong cảnh hữu tình vậy. Đầu nguồn là một cái hang rộng, từ trong hang nước chảy ra ngày đêm. Có một điều kỳ diệu, đó là nước trong hồ luôn luôn giữ được màu xanh ngọc bích nên thơ. Dù là trong mùa lũ, các hồ khác đều chuyển sang màu đỏ, thì nước hồ Than Hen vẫn được giữ vẻ đẹp riêng trong xanh của mình. Di tích Bác Bó, suối Lê Ninh. Khu di tích Bác Bó là một khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Nơi này, Bác Hồ đã từng làm việc và trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến đấu cách mạng của dân tộc ta. Bạn có thể tham quan các di tích trong quần thể di tích lịch sử của Bác Bó như nhà tưởng niệm Bác Hồ, hang Cốc Bó,
nơi Bác Hồ đã sống và làm việc. Dừng chân nơi nhà trưng bày khu di tích Bác Bó, bạn sẽ thấy những hiện vật trưng bày gắn liền với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như chiếc máy đánh chữ, chiếc làm máy cũ, đôi dép cao su giản dị mà người đã dùng. Cách khu nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh không xa là núi Cát Mát, suối Lenin trong xanh thơ mộng, với những đàn cá tung tăng bơi lội dưới những tán cây rừng, tất cả tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Cảm giác bình yên như được giao hòa cùng với núi rừng, sông suối. Đèo Mã Phục. Đèo Mã Phục là ranh giới của huyện Hòa An và huyện Trà Lĩnh. Đây được gọi là con đèo đẹp nhất trên trục đường quốc lộ 3 từ Phủ Lỗ đến cửa khẩu Tà Nùng. Để lên được đến đỉnh con đèo này, bạn phải đi qua 7 vòng dốc, đường đèo hẹp, quanh co. Nếu bạn đến Cao Bằng vào những ngày thời tiết se lạnh thì đã có cống phù, bánh trôi nóng. Bên quả lò, bếp lửa, ấp bát bánh nóng nước đường sánh vị gừng thơm khiến má ai cũng hay hay đỏ. Hùng vĩ và trữ tình, hoa rợp bên núi đá, người và cảnh Cao Bằng đẹp trong lối sống đẹp, mãnh liệt, thành thật nơi tỉnh địa đầu biên cương, mang khí phách một quốc gia kiên cường. Bằng sự kết hợp hài hòa giữa mây và núi, với những điều bình dị từ nơi đây có được, nó không đẹp rạng người, cũng chẳng phô trương. Nhưng những điều bình dị đó lại làm nên một Cao Bằng ngọt ngào mà dịu dàng lắm. Và một Cao Bằng non nước hữu tình.